mắt thì quá nổi tiếng rồi. Coi như mình khỏi có e ngại gì hết đâu, có sợ rủi ro cái gì hết. Cái này hàng triệu ca trên thế giới làm rồi. Quảng cáo bên mình đó là mình có trị cái vết giảm thâm mắt này nè chị. Thì em thấy có cái như thơ mát hay là cái trẻ hóa gì đó. Đúng rồi. Thì có em có thâm mắt thì mình có giảm được không chị ha? Có chứ. Chị thấy là thứ nhất là em có nếp nhăn đi tia của mắt. Thứ hai nữa là cái bọng mắt này của em nó có những cái phần thâm và nó có cái bọng là do mình kiểu collagen của mình nó cũng bị lỏng lẻo rồi. Cái mắt thì quá nổi tiếng rồi. Coi như mình khỏi có e ngại gì hết đâu, có sợ rủi ro cái gì hết. Cái này hàng triệu ca trên thế giới làm rồi. Thì mình sẽ làm cái thêm mát đầu tiếp 450 đi vào cái góc cắt được cái vùng mắt của mình. Thì em có thể sử dụng RHA để có thể làm sáng cái vùng da và tăng cường cái độ ẩm, tăng cái collagen thêm cho mình. Và chị thấy cái nếp nhăn li ti này thì cái thêm mát cũng như RHA nó sẽ giải quyết cho em. Từ cái thêm mát nó chỉ tập trung tăng cái collagen, tăng elastin, nhưng nó không đủ đến mỡ, nó không đủ đến lớp cơ. Thì như vậy nó sẽ không làm cho gương mặt của mình nó bị nhỏ lại. Nhưng mà ai mà u lai thì sẽ phải đụng đến U-therapy và sóng cao tần. Mỗi một gương mặt mình sẽ phải có cái cách điều trị khác nhau. Bây giờ cái thế hệ máy mới nó có cái độ rung để nó sẽ làm cho mình không có cái cảm giác khó chịu. Và đồng thời cho bên chị cũng có bị tê thì nó cũng sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đương nhiên là chị bảo là nó êm thì là êm, thì không có, nó cũng có cái châm chích một chút. Nhưng mà nếu mà nếu như chị làm thường thì chị cũng thấy bình thường. Em đặt niềm tin dữ lắm. Thành ra em an tâm. Bên chị thì làm, nói chung chị làm 25 năm rồi. Nếu như không là chị cũng đã đâu có tồn tại được. Bây giờ đúng rồi. Khách hàng làm sao mà không ủng hộ mình, khách hàng thấy mình làm ăn không có tốt thì đâu có, mình đâu có thể mà có cái cơ hội để được tồn tại đâu.